Ok, hai các bạn làm sao mà để có thể tập bụng dưới và bạn tập vào nhóm cơ bụng dưới rồi. Ok, chúng ta đến với những cái bài tập đơn giản ở nhà và có thể tập được cơ bụng dưới. Cơ bụng dưới là cái phần này nè. Đó. Rồi làm sao đó tập vào cái phần này và giảm mỡ, săn chắc cái vùng bụng chỗ này nha. Rồi. Đây. Rồi, đầu tiên, cái động tác đầu tiên mà dễ nhất á là động tác đá bụng. Rồi. Đá chân lên tập bụng, hai cái tay của bạn á đặt dưới mông. Các bạn duỗi chân ra. Các bạn đá lên như thế này. Với người mới tập á, các bạn lưu ý là cái đầu của bạn á để chạm sàn nha. Tại vì khi các bạn mới tập, các bạn chưa quen, các bạn chờ nó như vậy sẽ mau mỏi cổ. Rồi, lưu ý là đá chân thẳng lên. Rồi xuống. Đó. Có một cái sai lầm á mà mọi người hay gặp phải là các bạn rơi xuống nhanh quá và các bạn đặt chân đất như vậy. Đó. Rồi rơi xuống vừa vừa thôi, giữ ở mức này, chỗ này nè, đó, cái chỗ này nè là nó gồng vô phần cơ bụng dưới của bạn nhiều nhất. Rồi các bạn sẽ gồng và các bạn co lên, chân vuông góc lên, đó. Các bạn lưu ý là bạn đừng có rơi, lúc mà rơi xuống các bạn đừng có hõm cái lưng của bạn lên gì, đó. Các bạn phải cố gắng là các bạn dùng cái cơ bụng của bạn á, các bạn phải hít vô một xíu, các bạn hóp lại làm sao cho cái lưng của bạn á nó ép chặt xuống sàn nhà thì các bạn tập nó mới vô bụng mà nó không có vô lưng. Ok à? Rồi đá nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, đó. Rồi khi nào mà bạn quen hơn á thì các bạn chồm cái đầu lên, các bạn chồm cái đầu lên khỏi sàn một xíu thì cái cơ bụng của bạn nó sẽ gồng vô nhiều hơn như thế này. Cái lưng mình nó hơi ướt nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Rồi đó. Rồi, đó là động tác thứ nhất nha, tập vô cái phần cơ bụng dưới ở chỗ này. Rồi, cái động tác thứ hai nó đơn giản hơn. Chúng ta sẽ tập luân phiên hai chân như thế này. Luân phiên hai chân. Đó, các bạn đá hai chân lên gì. Rồi, các bạn lưu ý là chúng ta không đá gì nha. Đá gì nó không vô đâu. Cái biên độ của cái chân và cái độ mở của chân á, các bạn phải rộng ra xíu như thế này. Đó. Đó, như thế này nó mới vô nhiều nha. Chờ cái đầu lên. Rồi, các bạn này các bạn có thể tập khoảng tầm 15 đến 20 cái mỗi bên nha. Rất là dễ. Rồi, cái bài tập thứ ba chúng ta sẽ tập vô cái phần cơ bụng dưới nhiều hơn một xíu. Là bài chống tay kéo gối. Rồi, các bạn lưu ý là các bạn chống cái tay vuông góc như vậy. Và khi duỗi ra, cái điều lưu ý đầu tiên là vai và tay các bạn nó luôn luôn phải giữ thẳng hàng như vậy nha. Chứ còn nếu các bạn giữ gì các bạn kéo nè, đó, vì nó không vô bụng được. Các bạn phải duỗi thẳng ra như vậy. Rồi kéo lên. Còn chạm ngực nè, duỗi ra. Đó. Duỗi hết người ra. Đó. Đó. Đó, đó, các bạn kéo như vậy nó mới vô được cái phần cơ bụng của các bạn và nó cho cái cơ bụng của bạn săn chắc vô cái phần mỡ chỗ đó. Rồi. Ok. Xong 3 bài rồi nha, 3 bài, mỗi bài tập từ 3 đến 4 hiệp, mỗi hiệp được 15 cái trở lên nha. Rồi ok, tôi hướng dẫn cho bạn thêm một bài nữa. Tập giảm mỡ và tập vô cái phần cơ bụng dưới. Nó hơi khó hơn xíu, động tác này nâng cao nha. Rồi, đặt cái tay, như lưu ý nè, đặt cái tay dưới mông xuống. Rồi, đá lên cái này, đẩy lên. Đó, đẩy lên. Đẩy lên, cố gắng giữ lại xíu. Đó, duỗi hết ra tới gì nha. Rồi co vô, co vô gì nè. Rồi đẩy lên. Đó, nó cực kỳ và rất là vô cơ bụng dưới luôn. Rồi ok, rồi hướng dẫn ngắn gọn vậy thôi, các bạn tập đi nha. Và lưu ý là khi mà muốn giảm mỡ cơ bụng dưới, cái việc tập luyện là một chuyện, các bạn phải chú ý vô cái việc ăn uống dinh dưỡng thì các bạn mới có thể có được giảm mỡ được cái phần cơ bụng dưới và dễ trở nên săn chắc hơn. Lưu ý các bạn uống nhiều nước nè, ăn nhiều rau, tập đều các bạn tập cardio, chứ không phải là các bạn chỉ tập cơ bụng. Tập cơ bụng nó săn chắc phần nó nhiều thôi. Còn muốn giảm mỡ nhiều hơn là các bạn kết hợp tập nhiều với cardio nữa nha. Rồi chúc các bạn tập tốt nha. Chú ý xem đi xem lại những cái hướng dẫn tập kỹ thuật. Bởi vì khi các bạn tập luyện á, các bạn muốn vô phần cơ bụng dưới thì các bạn phải tập được vô cơ bụng dưới. Giá nào nó xây dựng cái cơ đó thì nó mới bắt đầu tác động để giảm mỡ ở cái phần đó nhiều hơn. Nên cái việc xây dựng cơ là cái việc quan trọng. Các bạn cần phải lưu ý nha. Tập luyện đầy đủ tất cả các nhóm cơ trong một tuần. Rồi tập chuyên biệt một vài những động tác cho nhóm cơ bụng dưới nha. Rồi ok, chúc bạn tập tốt với nhóm cơ bụng dưới nha.